Hello mọi người, thì lại là Paul đây. Thì tiếp theo trong cái video, chuỗi video về volume profile ấy, thì hôm nay mình sẽ nói về các setup hay dùng với volume profile. Đầu tiên là mình sẽ là setup vùng tích lũy. Đấy. Vùng tích lũy là gì? Vùng tích lũy là vùng segue ấy, thì mình sẽ check những cái vùng segue để có thể biết được cái vùng đấy volume của nó như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy ở đây, chúng ta có thể xem ở đây là một vùng tích lũy. Thì cơ mập họ sẽ tích lũy vị thế của họ tại những cái vùng đi ngang này. Sau đó thì họ sẽ đẩy giá theo hướng mà họ mong muốn để tạo FOMO, ý là khi họ đã đẩy giá lên rồi, có thể là thành trend rồi, thì những cái trader nhỏ lẻ như chúng ta ấy, là sẽ nhảy vào tạo thành trend. Và khi giá đi tới một cái vùng nhất định nào đó thì họ 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 chốt lời, và rồi cái phe còn lại, ví dụ cái sell ấy, là ví dụ có nhiều người họ sell ở đây ở đây ở đây, cứ lên là họ sell, họ muốn quay đầu mà, thì họ sell thì cái vị thế của họ vẫn còn ở đây. Thì khi bên mua họ chốt lời thì cái phe sell ấy họ đã chiếm ưu thế và họ sẽ đẩy giá quay trở về cái POC này. Như ở đây mình xác định vùng sideway ở đây đúng không, ví dụ trong cái vùng này là vùng sideway này, thì mình đã biết được cái POC nằm ở đâu. Và khi có POC rồi mình đặt một ngay một lệnh buy limit. Cái này là mình sẽ xác định theo xu hướng nhé. Mình sẽ xác định theo xu hướng mà khi phá sideway ấy. Thì thường thì sau khi giá mà đã phá rồi thì giá thường có xu hướng là sẽ quay lại. Quay lại đây thì cái vị thế người mua họ vẫn còn, những cái người mà giao dịch dài hạn ấy, họ vẫn còn bị thế đây, họ chưa muốn là chốt hòa, họ không muốn chốt hòa thì họ lại bổ sung tiếp tục vị thế mua vào cái điểm này, và rồi nó lại bay lên. Thì thường ấy là trong một chân tăng và bị phe sell áp xuống, thì đây có thể là cái vị trí này có thể coi là một cái vị trí mà cái phe bán họ chốt lời và phe mua họ lại bổ sung vị thế rồi nó lại đẩy giá lên. Thì cách thiết lập của nó là chúng ta đầu tiên là bước 1 là xác định vùng đi ngang này. Sau đó là tạo thành một trend rõ rệt này. Sau đó là ý là tạo thành trend và càng đi đi mạnh càng tốt. Sau đó là chúng ta đã xác định xem POC nằm ở đâu. Và chúng ta đặt một lệnh chờ ngay tại POC luôn. Đặt một lệnh chờ theo hướng mà giá đẩy đi ấy. Ví dụ đây là giá đang đẩy tăng lên đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt một lệnh limit là buy lên. Và trong cái setup này thì có một số cái lưu ý là khi mà setup nó phản ứng quá sớm với cái POC này này. Ví dụ như ở đây nhé, chúng ta thấy ở đây khi giá có thể là phá khỏi, mình có thể là coi như là phá vỡ rồi và nó lại phản ứng ngay với cái POC của mình, thì mình sẽ bỏ, mình sẽ không vào cái lệnh nữa. Hai nữa là khi mà nó ra tin đấy, trong thời gian nó ra tin ấy thì chúng ta cũng nên cân nhắc, vì ra tin có thể là giật hai đầu nên chúng ta sẽ không biết đằng nào mà đi được, hay bị rất là bị thị trường săn top hăm. Và có một điểm lưu ý là khi những cái điểm POC này mình xác định được ấy mà giá nó chỉ đến đây thôi, nó không chạm vào POC hoặc là nó gần chạm vào POC thôi, thì cái điểm POC này nó vẫn còn giá trị, nó chưa bị mất giá trị đi, thì chúng ta vẫn có thể là để cái lệnh limit đi được. Đây là trường hợp phá lên, còn phá xuống thì cũng tương tự như phá lên thôi. Thì khi phá xuống thì chúng ta cũng đợi giá nó hồi về và chúng ta đặt một lệnh sell limit tại box. Và nếu mà trong thời gian mình giao dịch ấy, mình mở trạc lên ấy và mình nhìn thấy ngay một cái vùng sideway, thì cái lúc đấy là mình sẽ không tham gia giao dịch nhé. Thì đấy là trong thời gian đang tích lũy là mình không nên giao dịch. Tất nhiên là ai mà có kiến thức ấy, ai mà họ chuyên ấy, thì đánh sideway họ rất ăn rất là nhiều, thì nó cứ đi lên đi xuống không thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà với những người như mình thì tốt nhất là không nên giao dịch trong cái vùng sideway. Và một cái thứ hai, setup thứ hai là hỗ trợ trở thành kháng cự hoặc kháng cự trở thành hỗ trợ. Cái đấy nó sẽ ngược lại với nhau.
Nhưng mà setup nó là cùng là một thôi. Tìm một điểm. Đây. Cái hỗ trợ trở thành các cự hoặc ngược lại này thì chúng ta sẽ check một cái vùng giá mà nó phản ứng với cái giá đấy nhiều lần. Như ở đây chúng ta thấy một cái vùng mức mức giá này, nó đã test lại cái vùng này rất là nhiều, và chúng ta có thể coi đây là một cái vùng kháng cự, à, một vùng hỗ trợ rất là mạnh. Cái vùng hỗ trợ mạnh. Và công việc của mình là gì? Công việc của mình là sẽ đợi giá break qua phá khỏi cái hỗ trợ này và đi xuống. Và chúng ta sẽ đợi giá quay về. Đợi giá quay về cái kháng cự cái hỗ trợ này. Và chúng ta mở một vị trí đi theo hướng mà bị phá xuống, ví dụ như đây. Chúng ta sẽ kéo dài cái vùng này ra. Thì chúng ta có thể đặt một lệnh sell limit tại cái mức này. Thì cứ ví dụ đây là một cái kháng cự nhá, đây là một hỗ trợ nhá. Và khi bị phá rồi thì chúng ta cũng như cái setup đầu tiên là breakout là phá sideways ấy, thì chúng ta sẽ đặt một lệnh chờ theo cái trend bị phá. Đó. Còn hỗ trợ trở thành kháng cự thì chúng ta cũng ngược lại với cái hình này. Ví dụ mình coi đây là những cái điểm là kháng cự đi. Là những cái điểm kháng cự đi. Ok. Kháng cự và sau đó là phá lên. Khi phá lên rồi thì công việc của chúng ta là đợi giá quay về. Quay về đây. Và đặt một lệnh buy lên. Buy limit lên. Những cái setup này thì nó rất là đơn giản và nó hay được sử dụng nhất trong khi mình sử dụng volume profile. Và một cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ là tìm những cái điểm mà bị từ chối giá. Đây. Từ chối giá thì chúng ta có từ chối giá xuống và từ chối giá lên. Như ở đây là chúng ta sẽ có một điểm từ chối giá xuống, thì chúng ta check cái vùng từ chối giá xuống như nào, thì chúng ta sẽ check từ vùng sideways này, từ vùng bắt đầu những cái lến nhỏ nhỏ sideways đến khi nào phá xuống và hồi về. Hồi về thì chúng ta cũng xác định là nó phá, ví dụ đây là một cái hộp, ai mà dùng theo hộp đa vát ấy thì mọi người sẽ biết là chúng ta xác định một cái hộp và cái lến này nó đã phá qua cái hộp rồi, thì chúng ta đã xác định cái vùng volume của mình ở đấy. Rồi, thì khi chúng ta đã xác định được một cái vùng mà từ chối giá thì chúng ta cũng đo volume và chúng ta xác định được POC. Thì khi từ chối giá xuống ấy thì cái POC này sẽ trở thành một cái kháng cự rất là mạnh. À, trở thành một cái hỗ trợ rất là mạnh. Như mọi người có thể thấy. Khi giá xuống ở đây phản ứng. Ok, có một cái lến tụt rất là mạnh. Nhưng mà rồi cũng bị từ chối, không xuống được nữa. Và đẩy lên. Tiếp theo thì bên bên khi bên lãi bên bên buy chốt lời thì bên sell họ lại giành vị thế và họ lại đẩy ra xuống. Như đây chúng ta thấy ở đây một cái vùng, một cái dâu lên rất là mạnh nhưng mà không vượt qua được cái dâu từ chối trước và rồi nó lại bật lên. Thì trong cái trường hợp này nhá, thường thì mình giao dịch ấy mình sẽ, nếu mà time frame nhỏ hơn thì nó sẽ khác, còn time frame lớn ấy, thì mình cứ đặt một lệnh buy limit ở POC này là an toàn nhất, vì chúng ta FOMO theo chúng ta không biết là nó sập đến đâu, nên là tốt nhất là dùng theo volume là chỉ có limit thôi. Và ngược lại với từ chối giá xuống thì chúng ta có từ chối giá lên. Như ở đây mình xác định một vùng từ chối giá lên.
chúng ta đã xác định một vùng từ chối rất là mạnh. Thì khi mà từ chối ra lên đấy, đây là vùng xuống rồi, từ chối ra xuống, ok, mình kéo volume nó lại. Như cái vùng này mình mà xác định thấp bóc là mình bị SL cái vùng này, vì là mọi người có thể thấy ở đây cái volume nhỏ ấy là đây đã bị từ chối một lần rồi, từ chối ra lên một lần rồi đó. Thì từ chối ra lên và chúng ta xác định bóc, như mọi người có thể thấy đấy, ở đây mình có thể là đặt limit ngay khi mình xác định được bóc, thì ở đây mình đã khớp lệnh một lệnh rồi. Tiếp theo nữa, ở vùng này mặc dù là giá nó chưa vi phạm một bóc, nhưng mà để xác định một cái vùng thì chúng ta có thể là coi đây là một cái vùng supply rất là mạnh, thì chúng ta có thể đợi sau cái nến 30 này nó phản ứng và nó bị ép giá xuống như này, thì chúng ta có thể là mở lệnh mạnh sell bình thường chứ không cần limit. Như ở đây mình đã limit, mình dính một lần limit rồi, mình đã chạm một lần limit rồi, thì ở đây là mình có thể là đã vi phạm rồi nhá. Thì ở đây mình có thể là đợi hành động giá của nó như thế nào rồi mình sell xuống đấy. Thì đây là từ tôi lên thì thành kháng cự và từ tôi xuống thì nó trở thành một đường hỗ trợ. Còn về cái hồ sơ khối lượng mà hôm trước mình có chia sẻ ấy, thì đó là hồ sơ chữ D và chữ P cũng như là chữ B, 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 B nhỏ ấy. Thì ba dạng hồ sơ, cái đấy thì thường thì mình rất là ít dùng, và để tìm được những cái mô hình như thế thì cũng ít chứ nó không có nhiều. Thì hồ sơ chữ D ấy là khi thị trường cân bằng thì những cái quỹ lớn, những cái quỹ hay là các cá mập ấy, họ sẽ tích lũy ở đây khối lượng rất là nhiều. Thì ở đây thì mình sẽ quan tâm đến là mình sẽ quan tâm đến lên POP là đầu tiên này, chúng ta sẽ POP này, hai là đỉnh của vùng giá trị này, hai là đáy của vùng giá trị này. Thì những cái nơi mà âm lượng thấp ấy, ví dụ ở ngoài rìa này, ngoài cái vùng giá trị này, thì những cái vùng âm lượng thấp ở đây này thì mình sẽ quan tâm. Thì những cái nơi này ấy, mà chúng ta có một số những cái von tăng đột biến ở đây, ví dụ đây là vùng đỉnh thấp mà có cái von tăng ở đây, thì chúng ta có thể xét cái vùng này là một vùng là kháng cự mạnh, kháng cự, một cái vùng kháng cự mạnh. Mà nếu mà ở cái vùng âm lượng thấp ở dưới này chúng ta thấy một cái von rất là lớn, thì chúng ta có thể coi đây là một cái hỗ trợ mạnh đó. Đấy là về cái hồ sơ hình chữ D. Hồ sơ hình chữ P thì sao? Hồ sơ chữ P, ok, hồ sơ chữ P như này, và chúng ta có một cái POP ở trên đây. Thì đây ấy là cái phe buy đang mạnh hơn phe sell rất là nhiều, và nó và một điểm lưu ý là nếu mà trong một chân tăng ấy thì nó sẽ xu hướng là sẽ đẩy giá cao hơn, và POP này nó là một nơi mà hỗ trợ giá rất là mạnh khi mà giá nó quay về cái vùng bóc này. Và cái trong cái vùng volume mỏng này chúng ta thấy cái cụm volume lớn ấy, thì cái vị thế của phe mua thì họ sẽ đặt chờ ở đây. Thì ví dụ là trong một chân tăng và bên bán họ ép giá xuống lên đây, thì khi về đến đây thì những cái vị thế cũ của phe mua này
họ sẽ không cho giá là phá qua cái vị thế, cái giá của họ, và họ sẽ bắt thị trường đẩy lên thì ngược lại. Hồ sơ chữ P ở chữ chữ B ấy, thì nó sẽ ngược lại với chữ P thôi, nó không có khác gì cả. Đây, hồ sơ chữ B thì nó như này, thì nó chỉ là ngược lại của chữ P thôi. Thì những cái đoạn mà có rung mỏng này thì nó sẽ có một, nó sẽ được đóng vai trò tùy theo chen, ví dụ chen sell thôi. Vì ở đây lúc vừa là mình mới buy rồi, thì cái này là ví dụ là một cái chân giảm đó. Thì đây là một một cái mô hình cho thấy là cái thanh khoản đấy họ đang mong muốn là đẩy cái mức thanh khoản xuống thấp nữa để giá xuống thấp nữa. Thì trong một chân tăng ấy thì nó được coi là một cái đường hỗ trợ, còn trong một chân giảm thì nó là coi là một cái hút, một cái kháng kháng cự. Đấy, trong một chân tăng thì nó được coi là một cái đường hỗ trợ, còn trong một chân giảm thì nó được coi là một cái kháng cự rất là mạnh. Là ví dụ khi giá nó quay về, khi quay về cái vùng móng này, đây là theo theo bài đang đang mua lên, thì khi gặp trên những cái volume mạnh ở vùng móng này nó sẽ lại ép ra xuống. Đấy là ba cái setup cơ bản và cũng như là ba cái mô hình mà hay sử dụng trong volume profile. Cái này cũng về lý thuyết ấy thì nó chỉ có như thế thôi, còn cái thực hành của mình thì mình quan trọng nhất là vẫn tìm được chính xác những cái vùng để mình check volume, sideway, từ chối giá và đột biến, sideway, từ chối giá và từ hỗ trợ thành kháng cự và kháng cự thành hỗ trợ. Volume quan trọng nhất là mình thực hành nhiều và mình tìm được đúng cái khu vực để mình check. Thì khi sử dụng volume ấy, thì mình sẽ hạn chế được cái cách là mình vào lệnh quá là nhiều. Vì ví dụ như các bạn vào check tất cả các cặp tiền ấy, thì mỗi cặp tiền nó chỉ có một setup thôi, và nó không phải là ngày nào cái setup ấy cũng khớp, có thể là vài ngày mới về, có thể là trong một ngày là về luôn. Thì những cái người mà những ai mà bị cái tình trạng mà vào lệnh quá nhiều ấy, hoặc là nhìn chart quá nhiều ấy, thì mình có thể là sử dụng cái volume này, nó sẽ hạn chế cái của mình đi. Còn trong volume này có nhiều cái để mình cần quan tâm nữa, nhưng mà cái đấy nó rất là trừu tượng, để mà nói ra thì nó rất là khó hiểu. Cái đấy thì trong quá trình các bạn sử dụng volume profile ấy, mà có vướng mắc ở đâu ấy, thì mọi người có thể là nhắn cho mình, thì cái đấy support nó sẽ dễ hơn là mình chỉ trên chat cái này. Ok, cảm ơn mọi người.